Bắt đầu được rồi. Thu âm được không anh Bình? Mình bắt đầu thôi nhỉ? Ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Rồi, thì mình có up với Linh cái nội dung cái buổi ngày hôm nay ở trên GitHub á. Mọi người mình đang bắt nhìn thấy mọi người thì ở đây vậy nắm nắm để theo cái gì theo dõi cái gì không kịp thì nhìn vào đó. Thì hôm nay mình dự tính là một cái bài ngắn giới thiệu sơ qua về các bước mà khi mà mình dành cho những người phát triển trong cái dự án Open Stack thì để đi cần phải đi bước nó thì có những cái bước và những cái cách như thế nào. Tại vì thường thì mình cũng mới tiếp xúc với dự án Open Stack thì còn khoảng một năm nay thôi, nhưng tiếp xúc với tư cách là người phát triển thì một năm nay thôi thì mình cũng thấy là mất khá nhiều thời gian trong cái việc những giai đoạn đầu á mình để có thể tìm hiểu và có thể setup cái môi trường để mình có thể debug và những cái cách debug như thế nào để có thể tìm ra lỗi và có thể thấy được một cách toàn diện nhất. Là tại vì đôi khi có những cái lỗi nó liên đới nhiều thứ thì mình phải cần phải những cái tool và những cái cách mà để có thể nhìn thấy được và debug dễ dàng. Thì chắc để mình xem màn hình quá. Mọi người thấy cái màn hình của mình chưa? Thấy cộng một nhé. Như là cái bài lần trước của mình đó là mình giới thiệu là cách setup cái môi trường, setup môi trường để mà bắt đầu phát triển và dự án có thành tác. Thì mình cũng dựa vào cái tài liệu về upstream training của OpenStack thôi. Thì trước đó mình chưa có giới thiệu là nó có một cái sandbox. Với mình giới thiệu sơ qua trước cái này trước là nó có một cái sandbox thì mọi người thấy cái link ở đây, bán bot ở đây là nó. Mọi người thấy mình không? Mọi người đang thấy thấy cái gì? Thôi sao ta? Rồi xe riêng lại nha. Xe nó bị mát một chút. Thì ở đây cái sandbox nó có một cái dự án gọi là sandbox. Thì mọi người để mình có thể vào đây để có một project zip thì mình clone về và mình làm những cái thao tác như lần trước. Thì mình các bạn có thể trong cái link mà GitHub trong GitHub lúc đầu mình có gửi á thì nó có bài thứ nhất các bạn có thể coi lại và thực hành nó trên cái sandbox này. Thì hôm nay á thì các bạn cũng có thể thực tập bằng cách sử dụng cái sandbox này để và submit một cái bug. Đây là cái git repo của nó. Đây là cái git repo của nó. Thì các bạn clone về đây, ở dưới này nó có cái link để mình clone về.
vì thì đối đối với cái môi trường phát triển nó bình thường ấy, thì chứ mọi người biết là mình vẫn xài là cái console, mình đang xài chạy máy máy, nhưng mà ra bình thường máy máy tại vì mình đang conference thôi, nhưng mà bình thường mình chạy máy chạy Linux, chạy Ubuntu thì nó dễ cho mình phát triển hơn. Dù đây các bạn lôi về rồi thì mình có thể các bạn thấy là có nhiều cái test, mình sẽ làm lại, một chút cái này để cho mọi người thấy. Đầu tiên là mình lên về thì mọi người có thấy cái màn hình console của mình không? Thấy thì còn một chút mình mở console đó. Nó có nhanh không? Trong đây có bạn nào chưa biết cái quy trình clone dự án về mà dev không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng. Thì cái này nếu như xung quanh thì để cho mọi người test thử những cái động tác basic. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Tắt đi. Rồi. Rồi. Có lắp những console mình chứ mình không có sử dụng IDE nên nó hơi tối, nhưng mà thì có thể làm cái của tao mình giới thiệu cái của IDE thì nó đẹp đẽ hơn và nó dễ dàng khi cần. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu các môi trường mà mình đang sử dụng nhiều nhiều năm nay, thì lắp thì ví dụ như lắp ở đây cái lắp này mình đang chạy là lắp của cái up của cái set line, dự án là up của cái set line, dự án của cái set line. Mình thấy là khi mà mình chạy thì sẽ có những cái thông số nào như vậy là mình đọc nó, các bạn thấy nhiều quá nhưng mà nó rất quan trọng. Có thể là có cái dòng nào cũng có thể chứa được những cái gì đó, đối với desktop thì có một đa số nó không có chạy lock ra, không chạy lock ra file, nên mình phải
cái việc đầu tiên á, theo theo kinh nghiệm của mình á, thì cái môi trường startup thì môi trường bình thường á, môi trường mà bất cần thì nó sẽ khác, nhưng mà môi trường startup á thì đa số các dịch vụ ví dụ như mình đang có ở Mega Trong á, nó nằm ở đường dẫn là BTC, Mega Trong, thì mình phải có hình, phải chỉnh lại gì đó. Đây. Mình để làm cái của mình thì có thể có những cái anh chị khác có những cái cách mà có những cách thì bất khác, nhưng mà đây là cách mình thấy là một chuyện mình, tại vì nó vượt qua và nó cho mình thấy đọc ngoài những cái set up lock mình thấy được những cái số khác. Thì sau khi mình chỉnh cái công việc đó xong á, thì mình phải reply cái công việc. Nhưng mà mình tất cả những công việc của tất cả những công việc của những công việc của desktop là sẽ bắt đầu bằng desktop a cộng, thì trên hệ thống system D nó có Ubuntu. Mình đang xóa cái tên của cái sang người. Cần cái file sơ của đây là một cách mà mình đã tìm ra được cái sơ bị của nơi trong. Mình quên mất là nó là sơ bị của mình. Cái căn bản là nó sẽ nó cho mình sẽ mình quên ra cái sơ bị đó, start gì đó và ABC gì đó. Còn sau đó mình sẽ lock. Thì mình sử dụng ở đây là mình sẽ có cái lớp mà mình sử dụng cái lệnh này. Để cái chỗ mình đã tìm ra được cái chỗ mà mình cứ lớp ở đâu thì mình sẽ thấy mình sử dụng cái lệnh này là lớp đầy đồng. Cái này thì cái dòng lệnh theo á nó sẽ cho mình thấy như là có gửi trong cái mục check á là cái mình có thể cái lệnh này để cho nó hiển thị cái log động, có nghĩa là cái thay đổi nào đối với cái file này á trong vòng 200 line nó sẽ chạy sẽ hiện cho mình hình như vậy. Nhưng mà các bạn ví dụ ở đây thì mình đang mình chạy cái log insert nó sẽ hiện ở đây. Thì khi mà mình đối với dự án cái line, ví dụ cái line như các bạn đã biết thì trong các bạn cái bất cập thì áp một cái test căn bản trong hai mình test ở local trước. Nó nói về test thì nó sẽ có những cái cấp test, đầu tiên là test ở local, xong rồi test lên mình có khi mình boot lên grid, ví dụ như cái này thì boot lên grid thì view sẽ qua hệ thống object infrastructure zoom, thì có một hệ thống là zoom, nó sẽ gửi qua cái là check, do check. Rồi khi mà mở các, trước khi mở các nó sẽ ghi một cái là gate, thì nó sẽ check thêm lần nữa. Thì đầu tiên mình sẽ đi có một đơn thứ nhất là local test, hai là check thì là local thì mình sẽ có những cái test trước, test đây phải có test
Thằng webinar. Để hôm khác. Quên bén đấy. Và nhà hôm nay cứ tưởng là tạm cái này hôm kia cũng không còn chỗ này. Mình đang sử dụng là cái trình code bằng nano, mình không đâm tới nhanh theo theo cái kinh nghiệm của mình thấy nó nhanh và thì mình sử dụng nano không gì qua đi nên cho nó nhanh các bạn cái gì cứ ghi chú và bằng sao.
giờ mình đá mình lập cái 55 này đưa lại đó là mình sell để cái file lại và mình lại test thì test lại để cho nó cài đó, giờ nó lại xong rồi nó lại là thành công đó đó là cái bước để mình thấy mình bị bất cái lỗi ở trên local như nó còn như vậy, nó còn như vậy. Thì mình cái mình đang làm á, mình đang làm á là mình SSH trực tiếp vào trong cái dev server của mình, cái object stack, dev stack của mình server để mình debug mình code và mình debug luôn. Nhưng mình ra tức là sau khi mình có một cái buổi năm khác mình sẽ cho các bạn là cái remote debug, nghĩa là mình đâu một cái máy của bạn không cần phải SSH vô mà mình cũng có thể debug và thấy log cho nó. Này bây giờ là mình đang SSH vào trực tiếp vào bên trong cái server, SSH vào trên cái server đó và mình debug code thì mình coi log trực tiếp luôn cho nó chạy luôn, chứ không phải là tại vì mình thấy cái việc khỏi còn mình suy nghĩ đến up đi nên thì mình làm rồi. Thì đó đó là khi mà bạn test cái bạn bị bất cái code ở trong local. Còn đối với các nếu bạn muốn cái thứ hai đó là mình khi mình cái môi trường của local của mình đó đôi khi nó bị vấn đề gì đó lỗi đối với môi trường ở bên cái Zune, cái CI ấy, của Open Stack ấy, thì mình phải review, submit cái này, cái debug của bạn review và mình sẽ cho cái Zune check và nó này lỗi từ đó mình gửi sửa nó còn. Thì ví dụ như đây, ở đây mình đang làm việc trên một cái bug mà khá nghiêm trọng, một cái bug này khá nghiêm trọng thì nó đang fail hết tất cả các functional test của deadline. Thì coi này, kiểu như này ở đây cái lệnh này có nghĩa là đây là cái môi trường là B27 và chạy test functional. Thì ở trong một cái dự án mình tắt để mình bắt hai cái test là unit test và functional test. Thì dưới test là những cái test đã từng cái hàm được cho xuất coi đúng ra đúng cái chuyện hay không. Rồi functional test là test chính cái những cái function đó với tương tác với những cái dịch vụ, những cái dịch vụ ví dụ như ví dụ liên quan tới cái nguồn chất của bạn, ví dụ như ở deadline thì nó sử dụng elastic search cho nên nó phải có những cái hàm function phải làm việc ví dụ như phải insert một cái dữ liệu vào bên trong như là fix shot và query delete hay gì đó thì nó còn phải có những cái functional test. Thì cái functional test này thì cái top nó hỗ trợ cho mình là cái functional luôn thì để mình chạy cho mọi người coi là vì nó có gì của môi trường mình muốn test nó với môi trường Python hay không phải môi trường cái môi trường này rồi chạy như là chạy và nó trả cái requirement, cái bất kỳ của nó, cái bất thân để cái lệnh đó mình thấy nó lại nó lỗi rất là nhiều. Thì những cái test case hay là những cái test case mình sẽ đưa những sản phẩm đất nước giúp mình cho các bạn test case cái lỗi thì thấy là đó, nó sẽ là những cái lỗi dòng nào, file nào. Okay, khi mà test đang chạy thì cái log nó lòi ra nè. Ở bên đây là đang chạy test. Nó bị lỗi. Những cái test case nó bị fail. Ở đây là cái log. Thì ở đây mình sẽ thấy là cái này là log của Elastic Search. Thì đang chạy nó ra như thế nào. Ở bên đây là cái test case nó fail.
phát mình thấy đối với tự nhiên mình thấy là cái phát tới cái thích cây đó ok nè, nghĩa là cái cây này mình thích phát rồi. Mọi người có còn nghe mình không? Đây nè. Đây mình sẽ thấy hình của cái Elitic Shirt. Ở đây, đó, mình sẽ thấy nó theo bác của mình đang đây. Này cũng vậy, kim đầu vào bất yên. Cái test đây có thể là do cái môi trường cài nó bị test nó bị lỗi cho nên những case này, những cái personal test này nó đòi hỏi là cái môi trường test, cái dữ liệu khác phải được chạy không gần thì test nó mới là cái cảnh giác được không thì sẽ báo lỗi cái này là do cái môi trường cái test của mình đi cài lại nhiều lần cho nên nó bị lỗi như thế này. Mình sẽ thấy những cái test case nó bị ở đây là ví dụ như ở đây là insert cái client connection error thì là điều này có nghĩa là cái code của mình cái search line nó không kết nối được tới Elitic Search. Elitic Search là một cái dịch vụ search bên ngoài dịch vụ khác đó. Thì mình sẽ biết được là có vấn đề gì đó chỗ này là như các bạn nghe đây á như nói là có vấn đề với Elitic Search nên mình sẽ mà đối với personal test nghĩa là mình sẽ vào personal cái file module personal test và mình vào tới cái dòng mà nó set up cái Elitic Search và mình và có vấn đề gì
Thì ví dụ mình vừa vừa chỉnh sửa những cái sau khi mình đã sửa xong cái file đó rồi, sau đó thì mình sẽ chạy lại cái chạy lại cái tab một lần nữa để coi những cái chỉnh sửa của mình nó có đã fix được cái bug hay chưa. Rồi như vậy nghĩa là nó vẫn chưa sửa được, nó vẫn chưa sửa được, nên mình sẽ thấy nó lòi ra nhiều thứ connection error, nên là nó không cái test của mình này nó không có kết nối được với Elasticsearch. Đây là mình có rồi bạn. Missing đây mình lại thêm một cái manh mối nữa là nó missing cái data này. Rồi. Bây giờ mình cái này mình theo đi là tất cả những cái hình ảnh này chỉ là bây giờ mình theo rồi mình sửa xong rồi mình check cái này coi như là mình tại vì cái này cái lỗi rất là lớn thì mình đang vẫn làm việc với nó, nhưng mà giả sử là mình đã sửa được nó thì ở dưới local mình test ok xanh rồi, bây giờ mình sẽ submit sẽ cái file này vô rồi mình commit cái này mình đang vẫn chạy ok rồi mình review mình đã test Zalo bây giờ là cái đoạn này mình đã test Zalo thành công rồi, bây giờ mình sẽ test ở trên cái cơ sở hạ tầng của OpenStack là cái Zoom. Mình sẽ có những cái ở đây, mình sẽ có cái link của cái review đó. Rồi, đây. Đấy. Là cái code của mình vừa mới được put lên là 20 giây trước, vừa mới put lên luôn. Cái thay đổi của mình là mình thay đổi ở cái file ví dụ này, số file này. Đó, thì nó so sánh trên cái mình thấy cái link là ví dụ chỉ ví dụ à, cái lên đó cái đó rồi đó cái họ có một cái để mình so sánh được cái thay đổi của mình và cái cũ trước phiên bản trước đó thì đấy là những thay đổi của mình, và như các bạn biết là trước là người ta sẽ comment vô và người ta sẽ ý kiến cho mình nên thay đổi như thế nào là tốt nhất, tốt hơn thôi. Rồi đó rồi mình sẽ trong đó thì ở đây á cái chỗ mà dòng này á sẽ là cái infrastructure của cái cơ sở hạ tầng của OpenStack, nó sẽ check check và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho nó có hồi hộp hỗ trợ cho mình một cái công cụ để mình theo dõi cái tiến trình của những cái check này thì nó gọi là Zune
startup ở đây. Ở đây bạn có thể nó chỉ hiện kết quả ở đây khi mà tất cả những cái test đã được hoàn thành rồi, nó mới hiện kết quả ở đây, nó hiện ở đây cho mình. Nhưng mà trong lúc đó mình vẫn có thể coi được là nó đang làm gì bằng cách vào cái đường link là Zoom Startup này, mình mới gửi sang cái khung chat đó, mọi người có thể theo dõi. Thì ở đây mình sẽ dùng cái trang này để mình duyệt test đi đó. Rồi để mình search open stack, search line. Đó, thấy nó đang kêu đó, nó đang kêu đó. Ở đây nó sẽ cho mình thấy là động luôn là cái test nào của mình đang chạy tới đâu rồi. Thì như đây thì đối với những cái test này, nó sẽ có những cái quy trình, những setup riêng. Thì nó sẽ hiện ở đây, hiện ra cho mình theo dõi rồi. Ví dụ như tôi nói trước, rồi ví dụ như có cái dự án khác đi, vô đây thì nó đang chạy nữa. Đó, nên mình sẽ thấy được cái là tới đây đó, nó chạy chỗ nào rồi và tất cả các kết quả luôn. Coi cái bài báo này đi, bấm vô nó sẽ ra cái log kết quả của cái test như output, chính là cái file này output đó. Những cái kết quả, những cái dòng log của cái test ở trong local thì mình coi trên console cái log của mình, còn ở trên open tag key feature thì mình có thể coi bằng cái này mà generate ra cái test của kết quả output của tất cả những cái test đó ở đây, coi bằng đọc. Nếu mà cái nào đó fail thì cái tip để mình có thể dò đến cái dòng mà có vấn đề là mình search ở trên cái này cái error, nếu có bất kỳ error nào mình search thì nó sẽ ra nhanh hơn. Cái này thì nó có lỗi, coi cái này có lỗi á, đây này có phải có lỗi đây, error đó, mình có cái lỗi abut.txt. Rồi mình search, rồi mình search cho khi nào thấy cái nhầm thì mình mới vừa đi qua cái ở đây đấy, gần này chính là cái lỗi của nó, the method string bên sinh fail đây, thì lỗi gì đây đó. Đây đó, mình thấy được là cái vấn đề gì với nó. Đây mình gọi là refine. Rồi mình khi mình thấy lỗi cái lỗi đó, mình lại quay về cái môi trường của mình, sửa rồi mình lại làm đúng như trang như vậy. Test, stop test trước ở local, stop test. Sửa cho khi mà logo của bạn xanh rồi á thì bắt đầu bút lên đây và cho nó test cái lực này test, thì cái lực cái test đây mình quay lại đây coi open tag set line nó chạy cái đâu chưa, nó chưa chạy, nó kêu nó nhiều lắm, đi vào tới thằng này. Thì đó, rồi sau khi mà bạn viết lên đây test pass xanh hết rồi, người ta review, đó là người ta review vấn đề mà lại sửa, rồi người ta mod hay gì đó thì cái pass này sẽ là fix bug mod của hệ thống. À đúng rồi, rồi cái ARA, còn cái ARA nữa, nhiều 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 thứ
Thì anh Tuấn vừa mới bắt lên là cái ARA. Đây là thấy được cái mình, tại vì mình cũng mới xài cái này nên mình mới xài cái này nên, nhưng mà thấy mấy ông bên đó bên tắt họ hay xài cái này. Mình chắc là một bữa cho để anh Tuấn sẽ thông. Thì đó là quy trình, đi bắt là vậy. Để mình thấy được cái này, này. Cái đoạn này thì mình bấm vào cái chỗ ba task như kiểu. Nhìn sang bên có ba task đó, bên nó bấm vào đó đó, thì mình kéo xuống một chút thì thấy cái fail, mình bấm vào chữ fail đó. Đó là cái quy trình mà hay dùng để debug dự án OpenStack bất kỳ. Cái nào mình cũng làm như vậy hết. Trước là Docker, Docker, bây giờ là Spotlight. Thì cảm thấy nó thuận tiện. Nhưng mà cái phần chính vẫn là mọi người kiếm cho mình một cái môi trường phù hợp. Một cái môi trường phù hợp và theo cái nào mà mình tiện nhất thôi. Ví dụ như có nhiều anh chị thấy là xài Bytecam để debug ra thì nó có hỗ trợ những cái auto completion thì nó dễ hơn. Tùy mỗi người chọn cho mình một cái thôi. Thì đó là cái phần mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì anh chị em có câu hỏi hay là có cái thắc mắc gì thì cứ nêu lên. Bây giờ mọi người có thể bỏ mic và nói bình thường rồi đấy. Ai có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn chat và giơ tay thôi. Vừa nãy thấy có Sa mới join vào đó. Sa có đặt câu hỏi gì cho Trình không? Thì như mình nói hồi nãy á, thì
như trong một cái lắp thôi bạn, cái cờ một cái lắp thôi. À bộ thì mình có lắp thôi. Bộ thử bật mic lên trao đổi đi em. Alo, có bộ thấy chưa thấy gì ạ? Bị lỗi à? Bị lỗi thì thế thì xin trả lời nhanh đi, xong rồi mình bổ sung được cái nào thì mình bổ sung cho. Coi cái hàm nào thì mình chủ yếu là đọc code code hay thôi, còn chủ yếu là mình tập trung vào cái chuyện là đôi khi cái dự án mình không cần phải mình không có biết hết là cái hàm nào tức là hàm nào, nhưng mà mình chỉ được đến đó khi mà mình bị cái lỗi ở đó và mình đọc cái lỗi đó. Ví dụ như cái lỗi này mình đang coi ví dụ như cái này nó fail chỗ này, ví dụ một cái lỗi đi. Đang dò lóc nè, mình đang dò lóc nè. Share màn hình đi chỉnh. À quên quên quên. Sorry. Sorry. Đây, mình đọc lóc thôi. Đây là cái output. Đây là cái output của cái test hồi nãy á. Nó sẽ lòi ra những cái test case nào bị lỗi thì nó sẽ sổ ra cái chỗ cái test case của cái đó. Bây giờ mình gọi lên nào, ví dụ cái này nó dài quá, ví dụ cái hàng này đi, cái cây này đi là test trong listener test test đó thì nó đưa ra cái đường dẫn này. Nghĩa là mình vô cái file này test test cái file như cái này mình nó sẽ lỗi ở đâu, cái file nào là cái file này test trong cái dòng thứ mấy dòng này gọi gọi cái gì tới cái gì tới cái test listener mình tới 59 đây đó, rồi mình mò lần lần ra rồi mình bây giờ mình sẽ vô cái hàm như này thì nó rồi giờ mình copy luôn mình qua frame một cái con sổ mình đang làm việc bây giờ như vậy. Đây dòng thứ này là dòng mấy mình ạ, dòng thứ 422 thì mình sẽ chạy tới dòng 422. Thì ở đó đối với các bạn xài IDE một cái trình soạn thảo code nào đó thì dễ chạy tới dòng này đó chỗ này đó. Mình lỗi chỗ này mình bị vấn đề gì rồi mình đọc thôi test trong cái này mình đọc thôi. Rồi giờ mình đọc đó thì các bạn nó hơi tủ công, nhưng mà khi mà có thì phải vậy, có thể có những cách mà cái IDE nó sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng hơn là khi một nửa màn hình ở trên là code ở dưới nó chạy lóc luôn, thì bạn bạn vào cái đó bạn sửa chạy thì nó sẽ hiện ra luôn thì dễ dàng hơn, nhưng mà tùy tùy cái môi trường của mình. Đúng rồi. Thì đối với những trường hợp mà anh em nào mà có dùng IDE hoặc là cái code editor IDE thì nó trong trong cộng đồng thì phổ biến là PyCharm. Hoặc là đối với các editor mà có GUI thì thường thấy anh em có dùng Visual Studio Code, thì hai cái đó là tùy mọi người lựa chọn thôi, thì cài đầy đủ plugin các thứ vào thì chạy đều ngon lành cả. Thì đối với PyCharm chẳng hạn thì họ cũng có cung cấp khá là đầy đủ các cái công cụ cho anh em nữa. Ví dụ như Trình vừa nói là ở phía trên chúng ta đang code, ở phía dưới thì nó văng ra lóc lỗi luôn, mình bấm luôn vào cái lóc đấy là nó cũng đi đến được cái dòng code mà đang gây lỗi. Còn còn đối đấy là trong trường hợp mà anh em đang làm với lại code lỗi nhé. Còn trong trường hợp mà anh em không phải làm code lỗi mà anh em chỉ đơn giản là muốn biết rằng là cái hàm này được gọi ở đâu thì IDE hoặc là các cái editor đều hỗ trợ cả. Mình chỉ việc đơn giản là có phím tắt hoặc nhấp chuột phải hay là thế nào đấy, nhấp chuột phải vào và chọn đến là file uses là xem có thể biết được là cái hàm này được dùng ở đâu, hàm này được dùng như thế nào, thậm chí nó hiện ra những cái documentation liên quan. Thì đó là tùy chọn của anh em thôi. Nếu mà đối với anh em mà dùng những editor đơn giản như là Nano hay là Vim hay là Emacs thì nó cũng sẽ có một chút chút hạn chế hơn so với những cái IDE kia. Thì IDE nó mất tiền mà thì nó cũng phải khác rồi. Còn editor thì mình thấy có Visual Studio Code cài mà đầy đủ các cái plugin dành cho Python vào thì cũng rất là ổn.
thì tùy nhu cầu sử dụng của anh em thôi. Rồi tiếp theo có câu của bạn Nguyễn Ba. Rồi tiếp theo là câu của bạn Nguyễn Ba này, bá hay là gì đó mình cũng không biết là viết thế nào. À. Thì test đó thì khi mà thường khi mà bạn làm một cái feature nào đó, thì phải phải test cái tạo cái test case cho nó. Thì như nãy mình bắt đầu mình có một phần đầu mình có nói là thường là cái functional test, mình phải tự viết cái người lập trình đó test. Sẽ có hai nhân vật, như là cái người đầu tiên viết ra cái feature đó thì phải viết cái người đó, hoặc là cùng team đó phải viết ra cái test case cho nó. Là nó quy định ở trong một cái thư mục cấu trúc được quy định luôn của các dự án OpenStack để chuẩn hóa, mà trong như đó slide như bạn thấy trên màn hình đó thì nó nằm trong thư mục test. Ở đây nó sẽ có là unit, có hai thư mục quan trọng là functional và unit là vậy, mà vô unit đi là bạn phải là người định nghĩa, là cái người phát triển là cái feature đó thì phải là người viết ra cái đó. Ví dụ như test để mình đẩy này lên đó. Test tốt in đó. Thì viết test case thôi, nó giống như là cái mình thì không có rành lắm về test case hay là gì, nhưng mà cái căn bản là nó có dựa vào những cái framework chung của phát triển Python rồi. Thì biết là từng cái feature một thì họ phải test. Tất nhiên là RBAC là field mapping, test như thế nào, mock test viết ra và áp dụng nó. Rồi rồi ví dụ như functional. Giờ functional test. Functional test giống như là test API đi. Test API nó cũng có theo những cái chuẩn của những dự án OpenStack hay xài, là những cái class functional test kế thừa những cái class này và đi ra những cái hàm. Thì mỗi cái hàm nó chính là một cái mỗi cái hàm là những cái test case. Mỗi cái hàm là một cái test case cho cái loại test đó. Cái file là cái loại test, là ví dụ này chuyên test những cái API về từng cái hàm ở trong cái class test này, chính là test những cái test case cho từng cái feature của cái API đó. Thì nó sẽ có người cũng assert thôi, xếp như bằng như các bạn chuyên lập trình thì sẽ biết là xếp assert này nọ. Rồi nếu kết quả nó true thì test nó pass thôi, xếp nó pass ra true thì pass thôi. Rồi đó là khi mà mình viết. Khi mà mình viết á, thời còn khi mà mình chạy á thì như mình nãy giờ mình chạy đó chính là mình nghĩ trong cái file này nè. Thì những cái môi trường á thì nó sẽ những cái framework tốt. Thì khi mà mình bỏ những cái file unit test và functional test và những cái thư mục cấu trúc thư mục như vậy á, thì cái này á, cái framework ở đây sử dụng stator. Ở đây khai báo ở trong trong top nè, đó là mình chạy là cái môi trường là Python gì. Rồi rồi này nói luôn môi trường Python gì, cái lời là gì. Thì cái setter này, đây cái setter này là một cái framework, là một cái là cái môi trường test như thế này. Đó. Thì khi mà mình chạy á, khi mình khai báo như vậy á, thì khi talk chạy đối với môi trường là
ví dụ như là V27 thì nó sẽ chạy cái lệnh dưới cái dòng comment này là dòng tester này, thì mình có thể chạy rời hoặc là mình dùng top cũng được, mà tốt nhất là dùng top, dùng top lên V27 thì nó sẽ tự động test những cái unit test và functional test ở trong mà bạn đã khai ở trong cái mục test ở đây, thì nó sẽ tự động nó load vào trong cái đường dẫn này, load đường dẫn là search line test và functional unit là nó test cho bạn. Thì mình chạy nè, đó V27 thì nó sẽ tự động lôi về đó, cài các requirement, nó chạy cái lệnh này tester run login đó, nó chạy test đó, bạn thấy là những cái hàm đó nó ra do đúng cái thư mục đó và nó test thôi, unit test pass hay không, functional test pass hay không, vậy thôi. Rồi đó là câu trả lời của bạn Bá. Rồi anh giờ quay là anh Công. Cái em thì code thì cũng ít thôi, thì trước thì em trước khi đi qua đây thì em code cũng ngày 8 tiếng thôi. Có bình thường. Rồi rất là làm quen với môi trường của mình thôi. Rồi khi mà đối với OpenStack thì em qua đây thì em làm dự án của trong của giáo sư, rồi đọc document của OpenStack, nó có cái contributor guide, thì em đọc cái này rồi bắt đầu đọc cái tài liệu rồi bắt đầu có theo rồi hỏi bạn bè trong xung quanh, từ từ quen cũng phải mất một khoảng thời gian, nghĩa là 6 tháng thì mới bắt đầu từ cái có một cái commit đầu tiên ở trên đó mình tắt rồi nằm một con áp lên không cái mà quay mình thì chụp để mọi người có câu hỏi nào không ạ? Trong khi mọi người có mất anh em có câu hỏi nào nữa không nhỉ? Hay là mọi người lại bỏ ra ngoài đi mua vé online hết rồi? Nói chung là cái này thì phải làm riết rồi mới quen. Nó nhìn nó hơi lằng nhằng á, nhưng mà riết quen à. Bộ là đệ của anh Công đúng không? Không. Bộ là đệ của Gia hay là sao là đệ của anh Công? Ai vừa nói có thể nói to hơn được không? Alo. Đây đây, nói tiếp đi ạ. Anh Công có review bộ sách nào ấy? Anh Công contribute project nào kìa? Thế anh Công thì đang lộn Cinder backup nào? Chắc là contribute project đấy. Anh không contribute một project. Thế là tất cả các project khác là anh contribute ạ. Sao hỏi đi. Cho em hỏi là mấy cái project mà nó kiểu như là nó chạy multi thread ấy, thì đến lúc mà kêu mình kiểu xem chơi IPDB các thứ thì nó không chạy vào đấy. Thì không biết là có cách nào để nó chạy vào đấy để dừng lại mình debug không nhỉ? Dừng chơi điều bất kiểu kiểu đó thường mình chưa lâu rồi chưa có lâu rồi chưa có xài cái đó thì thường á là lock nó cho nó chạy lock luôn. Đúng chạy rồi. Lock chạy lock qua luôn rồi mình đọc lock thôi cho nó bắn ra lock luôn rồi cái project rồi đâu
Trung hay là Lova hay kiểu chạy mặt đi podcast hay các thứ kiểu mình bọn này IDB chắc chơi cũng rất là khó. Đúng rồi. Không biết là cái cách có cách nào để mình có thể để nó dừng lại để mình tiếp tục để bước đoạn hoặc là mình muốn chắc chơi không? Mình không biết có biết cái vụ này không? Có anh chị em nào biết thì giúp sao với? Để bước trực tiếp trên máy mình á hay là sao ra? Chạy cái binary của nó ấy. À có, mình có thể chạy được ấy, nhưng cái đấy thì nó cũng là chuyện tương đối dài kỳ nên nói nhanh thì cũng hơi khó nói. Để lần sau mình sẽ làm một bài kiểu để bước cho trong Nova hay là cái đề bước đấy thì thực ra mình hoàn toàn có thể chạy được trực tiếp trên PyCharm của mình, có thể là chạy local hoặc là chạy remote thì là tùy. Tuy nhiên là khi chạy thì sẽ cần khá là nhiều trick thì mọi người mới có thể debug được nó, và thậm chí còn phải chú ý đến cái việc là trong OpenStack thì cái project chủ yếu nó chạy với lại eventless ấy, tức là chạy có thể là nhiều thread khác nhau chạy song song, nên là mình sẽ phải chú ý thêm nhiều điểm nữa. Cấu hình cho PyCharm thì hầu như những cái debug đấy thì của PyCharm nó chạy được thôi, còn dùng các công cụ khác thì khá khó. Thì chắc là phải bài sau thật. Mình thấy là nó cũng hơi phức tạp cho anh em nếu mà chỉ có trình bày ngắn ở trong buổi ngày hôm nay. Cái đấy là remote để bước đúng không anh? Cả local và cả remote. Tại kiểu còn mấy cái service mà đang chạy mà ví dụ nó nhảy ra lỗi là kiểu cái đang chạy product mà mình còn để bước thẳng ở trên product. À, cái đấy thì hơi căng đấy, cũng chưa, thực ra cũng chẳng có ai người ta làm như thế cả, trừ khi mình hơi chất chơi một chút thì mình làm trực tiếp trên product. Thực ra thì cũng không phải là product nhưng mà nó cũng kiểu dạng gần giống cái loại product ấy. Mình làm môi trường cá nhân của mình thôi đúng không? Sáng thế thì bố em làm thôi anh Công ạ. Ok, còn một cái câu nữa của các bạn, của bạn là Bá ở trên này, nếu tìm hiểu sâu về kiến trúc project này, thì nên tiếp cận như thế nào? Trình trả lời đi Trình. Cái tìm hiểu sâu kiến trúc project á, thì mình thì cũng chả có cách gì khác ngoài đọc document thôi. Đầu tiên là thì thường á, trong cái tìm mấy cái file trước mắt là thì cái mình chưa có đọc code trước. Chưa đọc code mà sẽ đọc sơ qua cái document của nó, ví dụ như là cái này, quảng cáo xin like hơi nhiều. Sẽ có cái phần mà chắc chắn nó sẽ có phần architecture, ví dụ như thằng này. Nó sẽ có cái hình. Để mình sau mình là phải hiểu cái này, cái kiến trúc trên của nó trước, hiểu cái component của nó gồm những cái thành phần gì, bao gồm những cái gì và chức năng của từng cái để mình hiểu được, để hiểu nó đọc đó. Xong rồi thì mới tới phần đọc code thì không có cách nào khác hơn là mình phải fix một cái bug nào đó như nãy giờ mình làm, mình cố gắng làm rồi mình dò theo từng dòng code thì từ từ mình mới biết rõ hơn về cái dự án đó, tùy theo từng cái tính năng mà mình phải học theo nó, chứ mình không có thể nào mà học một cách đùng một phát mà có thể hiểu hết từ đầu một cái nhanh chóng được. Nhưng là đó là kinh nghiệm của mình, phải mất mình tiếp xúc đối với OpenStack mà về code á, thì mình tiếp xúc với Tacker là đầu tiên, tại vì dự án ở trong trường đại học của mình á thì là đối với cái này mình phải mất cả mấy tháng trời để mình cài đặt cho nó chạy rồi thì bất như thế nào, rồi sau đó là blueprint phát triển feature, rồi từ từ nó liên đới với nhau những cái hàm và những liên đới với nhau thì mình mới hiểu hơn sâu về nó được. Đó là cách mình tiếp cận cái nghề của mình. Có thể là anh em khác có kinh nghiệm có thể chia sẻ. Cách tiếp cận của mình cũng khá là giống như vậy thôi, là
đầu tiên cũng đi lao vào trong cái nhãn tiền nhất là mình có thể đọc là đọc, mà thông thường thì đọc nó cũng hơi outdated chút, nên là mình đã đọc nhãn tiền đến từ đọc và có thể kiếm được một số cái overview architecture, một số cái hình ảnh ấy, mình nhìn vào đấy mình biết là cái project này nó có cục nào, cái thành phần nào liên kết với nhau, chạy từ đâu đến đâu, rồi sau đó lao vào code. Lao code thì tất nhiên là với project Python thì mọi người sẽ dần dần quen và biết là sẽ có những file kiểu setup.cfg hay là cái setup.py, thì nhìn vào lúc đấy mình phải biết được những cái entry point của nó là cái điểm nào, và mình sẽ bắt đầu đi từ đấy và biết rằng là với một cái project này hoặc cái service này thì nó sẽ bắt đầu từ cái file nào là cái file giống kiểu như hàm main của các ngôn ngữ khác, ví dụ của ngôn ngữ Java chẳng hạn ấy, thì mình sẽ biết là cái hàm main nó bắt đầu từ đâu, thì tham số chạy ra chạy vào nó bao gồm những cái gì đó. Thì dần dần rồi thì là mình thử các tính năng của nó, thử cái tính năng này cũng chính là sử dụng nó thôi, gõ command line hay là sử dụng trên giao diện của Horizon vân vân, thì dần dần nó sẽ vỡ ra các cái tính năng, các cái flow của nó. Còn nếu mà anh em nào mà muốn hiểu kỹ hơn cái luồng của nó thì có thể là đọc blog, hoặc là bật mấy cái thứ kiểu profiling, profiler gì đấy lên để xem, thì nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Nhưng mà đến cái mức như thế rồi thì chắc là anh em cũng sẽ có nhu cầu tìm hiểu rất là sâu về nó. Nên là thường những cái thứ đấy sẽ là dành về phía về sau. Nhưng lúc ban đầu thì chỉ cần tiếp cận mấy thứ kia thôi. Đấy là mấy cái ý mà mình chia sẻ. Còn câu hỏi nào nữa nhỉ? Còn có ai hỏi nữa không nhỉ? Ngoài câu của bạn Bá vừa nãy. Ok, rồi thế là đã trả lời được Bá rồi nhỉ? Thì còn muốn hơn nữa thì mình bắt đầu tham gia vào một dự án nào đó. Có thể mời bạn Bá tham gia xích la với mình. Bây giờ đang ít người, thiếu người quá. Mọi người có câu hỏi nào không? Không thì mình tiếp tục hỏi đáp trên trên group nhé. Ok bá, tuyệt. Rồi, còn gì không anh em nhỉ? Ok. Cảm ơn anh em hôm nay đã tham gia webinar. Cũng được khá là đông đấy. cái này có phải ổn hơn cái lần trước. À ha. Rồi, chào anh em. Bye bye. Hẹn em các buổi lần sau nha.